Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Chị là 19 tháng 5 năm 79 là âm lịch đúng không? Còn chồng chị là 1959 thì em thấy là chị cung tốn, chồng chị cung cấn. Cấn tốn là rơi cung tuyệt mạng. Chồng chị chết lâu chưa? Được hơn 2 năm rồi. Bởi vì nó rơi vào cung tuyệt mạng nhé. Và cái tướng mạo của chị, cái ngày sinh của chị đâu nói là cái ngày sát chồng nhé. Khắc chồng, vì thế ông này là đi là đúng số rồi nhé. Và mệnh hỏa sinh vào tháng 5, phụ nữ mệnh hỏa sinh vào tháng 5. Số này thì có lộc buôn, lộc bán, lộc kinh doanh rất là nhiều. Đi theo con đường này là cái con đường đi đến hết cuộc đời của chị luôn. Suốt đời chị là chỉ là kinh doanh buôn bán thôi và không làm thêm một cái ngành nghề nào cả. Bây giờ chị đang buôn bán mặt hàng gì? Chị bán cà phê quán hát. Và tuổi mùi tháng 5. Mùi tháng 5. Số này thì làm được ra nhiều tiền, nhưng mà làm được nhiều cũng ra rất là nhiều. Không giữ được à, không giữ được. Nhớ cái nghề của chị là khó giữ được tiền lắm. Mùi tháng 5. Năm nay 42 tuổi, số chị đã phá sản một lần rồi. Chính xác chưa? Đã phá sản một lần rồi, tan hoang tất cả tiền bạc rồi, bay hết rồi. Chính xác chưa? Đúng rồi đấy. Bởi vì cái ngày tháng năm sinh này nó báo là có số phá sản mà. Và sẽ còn mất nữa, chưa hết. Bạn lại còn mất nữa hả? Số là sẽ còn mất nữa. Và cái ngày tháng năm sinh của chị nó còn liên quan đến cả về pháp luật nữa, pháp lý, pháp luật nữa, cẩn thận dây dưa pháp luật nữa. Làm cái gì phải cẩn thận dây dưa pháp luật, đụng độ là mình phải... Cái tuổi của chị hay là cái năm nay? Cái tuổi của chị. Tuổi của chị qua rồi, chị dính pháp luật một lần rồi. Dính pháp luật một lần rồi đúng không? Cũng phải dây dưa thôi chứ không có lần phải vào trạng. Vâng, đấy. Nhưng mà em nói là vẫn còn hạn nữa đấy. Cái hạn này nó sẽ nói là năm nay 42 tuổi đúng không? Cái vận niên này nó có thể trong năm tới. Cẩn thận, năm tới là sao Thái Bạch đấy. Năm tới nữa, năm 44 tuổi đó là năm 2022. Đó là năm hạn của chị. Cẩn thận di lý đến pháp luật nữa đấy. Sang năm nữa hả? Vâng, sang năm nữa. Có nghĩa năm 2022 chứ không phải là 2021. Phải cẩn thận. Còn về tổng thể thì năm nay 42 tuổi, 42 tuổi năm nay vận niên sao La Hầu. Năm nay mất nhiều hơn là được. Mình có làm cũng không giữ được tiền trong năm nay. Năm nay mất nhiều hơn là được. Hầu như là chị gì thì từ cái 10 năm mình đây làm ăn không được. Làm ra tiền thì cũng hết này. Vâng. Năm nay sẽ có hạn mất tiền vào tháng riêng. Chính là cái tháng tháng này và tháng 7. 2 tháng ra tiền rất là nhiều. Số này có đất có đai thì cũng phải bán bớt đi. Bán bớt đi mà trả nợ. Rồi cũng bị phá, tiêu phá hết. Nói chung là số chị phải chán về kinh tế lắm. Và tình duyên cũng xấu mà kinh tế cũng xấu. Bốc bài đây hình như đang cặp một ông à? Ông này tên này có tiền này. Cái đấy chị cũng không để ý là người ta có tiền hay không ấy, chị đang quen. Đấy này, em bốc bài đang cặp tên con trai đây này, con cây ca cơ đây này. Tên này là nó có tiền đó. Nhưng mà tên này hình như là cũng bỏ vợ rồi. Bỏ vợ rồi. Bỏ vợ rồi. Và tên này rất là đào hoa. Một mình bắt cá mấy tay đấy, không phải một tay đâu. Chị xa thì chị cũng không biết. Đấy thì em nói cho chị biết để mà phòng ngừa. Em bốc bài em thấy như vậy thì chị lên mà phòng ngừa. Tên này là số đào hoa, một mình bắt cá mấy tay. Và tên này thì cũng không phải là người tốt. Và chị với người này thì chỉ là đá đưa với nhau thôi, chứ duyên thì cũng chả bền. Không đi đến đâu đấy hả? Không đi đến đâu, chả xác định đi tới đâu cả.
nhiên có còn lập gia đình được không? Có còn lấy chồng được không? Ông chồng chị chết lúc trước là vì bệnh tật à? Rồi, ung thư là đúng là bệnh tật đúng không? Ừ. Thì ông này ông còn quyến luyến chị, ông nó theo chị đấy, không cho chị lấy ai đâu. Còn theo chị và quyến luyến chị, không cho chị lấy ai đâu nhé. Vì thế có đến với ai thì cũng không đi đến hôn nhân được. Cái đấy thì là chắc là có không? Cái đấy là mình lễ đi có được không? Lễ à? Bốc bài đây thì em thấy ông nó vẫn đeo bám, chị có lễ cũng trả được. Có lễ cũng trả được nhé. Trừ khi chị van vái người này khấn thường xuyên trên bàn thờ ông ấy, xin ông ấy thì may ra, chứ còn lễ để tác động như mà nhiều nhà thánh để tác động thì khó lắm nhé. Ý là mình xin bảo là cái gì là kiểu là không sống với nhau nữa thì buông tha cho người ta. Đúng rồi, để cho đi lấy chồng mới, hiểu chưa, để có cuộc sống mới nó tốt hơn. Anh cũng phù hộ độ trì cho em lấy một người nào tốt đẹp cái gì đó. Cái này chị phải tự mà tác động, còn em chả giúp được gì chị vấn đề này. Có con cái đọc ngày tháng của cháu đi. Vâng, con gái thì sinh ngày 8/8/2011. Bây giờ đó là ngày âm. Tân Mão 10 cung ly mệnh mộc. Mộc tháng 8, Mão tháng 8. Mộc tháng 8 luôn ấy. Đứa này đẻ ra thì sẽ hay đau ốm nhá. Cung mệnh của nó sẽ hay đau ốm bệnh thật đấy, hay ốm vặt đấy. Hay ốm vặt thì có, thì ốm nặng thì cũng không có. Vâng, thì hay ốm vặt thôi. Lớn lên khôn ngoan, mồm miệng đỡ chân tay. Cái lời ăn tiếng nói của nó sắc sảo lắm. Học hành của cháu thì học hành học khá, học được, tạm được. Mới học được, năm nay là học lớp 3. Thì là năm nào cũng được học sinh giỏi. Là học đứa này đứa này sau này được nhờ, chúc mừng chị. Đứa này sau này chị sẽ được nhờ nó nhé. Bạn bên tình duyên là cái người đang quen là không đến đâu đó hả? Không đến đâu, ông chồng chị đang chen ngang ở giữa vào. Ngày rằm, ngày lễ, ngày rằm, ngày mừng hội xin là được. Khấn xin, thì em chỉ biết là khuyên chị xin, em chỉ thôi. Còn được hay không thì còn do cái độ thành khẩn của chị rồi, còn tùy người ta nữa. Em chả biết xin được không, như vậy em chỉ cách cho chị thôi. Bình thường chị vẫn xin mà. Ví dụ như rằm ngày lễ chị vẫn xin. Vâng. Cảm ơn chị. Vâng. Từ khi ông chết rồi có mơ thì hôm nào ông về không? Cái đợt mới chết được mấy tháng ạ. Không phải là mơ mà là chị đang nằm ngủ á. Hầu như là về đè sống chị luôn ấy. Đè sống luôn à? Thiêu thiêu ngủ thôi nha, đè chị bảo là không phải là người hay là ma này, mà lại đè cái lúc 8 giờ đêm ạ. Chị đi sờ cái chân nó lại toát đi. Nghe cái tiếng thở của ông, đúng của ông luôn ạ. Sao kiểu là cái bóng vía chị cao á. Chị nghĩ là chị đi kiểu là trong giấc mơ luôn ấy. Vào giấc mơ thì chị nghĩ chị đi của cái bàn thờ ấy. Chị bảo là sống, lúc sống thì vợ thì chồng, mà lúc chết thì là không vợ không chồng nữa. Thực tế thì chị thật, trong một tế chị không có thờ ấy, thôi ạ. Nghe luôn ạ. Chị tỉnh giấc được luôn ạ, từ ngày đó là không mơ nữa. Chị mơ thấy bình thường, nhưng mơ thấy kiểu là không rõ giấc mơ ấy. Ông về ông đã giữ đấy nhá, đây cũng là một cái điểm báo, giữ mình đấy. Có nghĩa là ông đã nói cho mình là ông đã luôn luôn bên cạnh mình đấy. Léng phén là có ngày không xin phép các kiểu là có ngày ông đã... Được chưa? Trừng trị. Thế giới tâm linh là luôn luôn song hành luôn, nó luôn song hành với mình luôn nhé. Chứ đừng tưởng là chết là hết. Không, chị biết thì cái đấy thì chị biết thì cũng cố thật, nhưng mà kiểu cái bóng vía của chị nó cũng cao. Nên nhiều lần về lôi còn kéo đi lôi được lâu rồi, cái đấy là mới mà mất vài tháng, chứ còn lâu nay thì cũng bình thường. Thì lúc đầu mất nhau, xa nhau, nhớ nhau thì cũng quyến luyến nhau lắm, lôi nhau bằng được. Về đòi đè đang ngủ với vợ các kiểu.
rất nhiều trường hợp em xem cho người ta đấy thì cũng dính cái trường hợp như chị, nhưng dần dần cũng thôi thôi. Nhưng thôi thì đấy, nếu em khuyên em chỉ cho chị đấy, chị nó muốn lấy chồng mới thì cứ khấn ông đấy nhé. Còn được làm ăn thì là không 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 làm được. Cẩn thận, năm 44 tuổi đấy, 2 năm nữa. 44 tuổi mới làm ăn được đó hả? 44 tuổi là cái năm mất tiền, hiểu chưa? Cái năm mất tiền đó hả? Vẫn mất tiền nữa nhé, cẩn thận liên quan đến pháp luật. Có thì liên quan đến pháp luật thì chỉ cách 10 năm thì có lên cơ quan một lần. Pháp luật thôi. Cẩn thận, em nhắc chị. Một số liên quan đến pháp luật thôi chứ cũng không không phải là chuyện to tát đó. Tóm lại là lộc của chị thì chỉ trung bình thôi, giàu có thì cũng đừng có mong nữa, không có đâu. Mong là đủ ăn rồi, dạ, không đúng. Giàu. Xem cái chồng tình duyên mà nó không xem mà bởi vì Hải Quốc á, chị có cái chồng chị cũng chỉ là ở với nhau chứ không phải là lấy nhau, không phải kết hôn, kiểu yêu nhau rồi ở với nhau thôi, không có kết hôn. Vâng. Đó là chưa một lần lấy chồng, có chồng nhưng mà chưa được kết hôn đó. Dạ. Nói chung về với nhà chung đôi rồi cùng chung một mái ấm tổ ấm rồi thì người trên họ cũng chứng minh là đã thành vợ thành chồng rồi. Đúng rồi. Lễ nghĩa nó chỉ là cái phần lễ nghi thôi. Rồi thắc mắc gì nữa không? Thôi chị có thắc mắc gì nữa đâu, hỏi xem cái tình duyên và đường làm ăn như vậy thôi. Rồi có gì thắc mắc thì nhắn tin em sẽ trả lời qua tin nhắn cho chị nhá. Rồi chị cảm ơn nhé.